Doo-doo-doo-doo. Chân đẹp này. Damn. Chân đẹp này. Hello. Hi. I just wanna be happy, happy tonight. Đây các bạn còn gì nhìn thấy là mình chơi cái deck này mới khoảng độ 7 ngày, tức là mình mới put mới đánh cái giải đấu này cách đây cũng 2-3 ngày rồi, từ hôm thứ bảy. Mình có để ý gì nhỉ? Mình đánh một phát là từ bắt đầu từ cái lúc là ô số 0 rồi challenge 1 và đến tận Ultimate Champion luôn. Thực sự phải nói là cái deck này khá là thú vị nên mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn lý do tại sao mình sử dụng deck này. Thực sự là meta hiện tại nó có sự chi phối của con Phoenix. Vì vậy tại sao mà Phoenix và con Man còn chuyện về Phoenix và con Man thì vậy là lý do tại sao mình chọn cái con Giant Skeleton thay cho Vanquish, bởi vì là nó chặn được hai con này. Đây, bây giờ các bạn xem cái lát vài replay nhé. Ở trong clan này, mình đã có xem một vài các cái replay phải nói là khá là hay. Và mình đầu tiên là mình muốn chia sẻ cho các bạn cái deck cái mà trận đánh với lại Kyo, một player đến từ Việt Nam. Thực sự là trận này rất là hay. Mình muốn chia sẻ cho các bạn cũng đây là trận đấu mà mình lên Lewick 9. Là cái trận đấu cuối cùng đấy, mình đã đánh rất nhiều trận ở cái mốc này. Tuy nhiên thì đánh đi đánh lại mãi, rồi mà may gặp bạn này thì đánh một phát lên luôn. Có những cái mốc mà mình đánh nó rất là trơn tru, nhưng mà sau rồi những cái mốc thì thực sự là đánh nó cứ bị lên xuống một thời gian khá là dài. Ok, chắc là mic nó sẽ ngon hơn rồi đấy. Chắc mọi người nhìn rõ hơn. Cái điểm yếu của con Giant Skeleton đó là nó gặp những cái con như kiểu deck có Skeleton hay là Mộ chẳng hạn, hay là Goblin Gang chẳng hạn, thì thực sự là nó rất là khó đánh. Bởi vì con này các bạn biết là mục tiêu của nó chỉ là single target thôi, là việc mà nó cứ lay hoay với mấy con nó nhỏ này. Tuy nhiên thì gặp những con tanh to thì nó lại rất hữu dụng. Khánh Vy, nói gì đi? Bạn Khánh Vy nói gì đi? Đây, các bạn sẽ mình sẽ cho các bạn xem nhanh hơn một chút, tại vì mình có rất nhiều replay mà mình muốn chia sẻ. Cái điểm mấu chốt của trong cái deck này đó là cái việc mà mình quản lý được cái con Wizard ấy. Mình phải xoay được con Wizard nhanh hơn. Và trong cái trận đấu thì các bạn xác định được là con nên dùng con nào nhiều nhất. Ví dụ như đặc biệt là trong cái deck này thì trong cái matchup này thì đặc biệt là phải cycle con Wizard nhiều hơn. Tại vì không phải lúc nào Kyo anh ta cũng có lock và cũng có fireball để giết con Wizard của mình. Khi mà có anh ta mà có Fisherman ấy, thì mình phải có con để chặn con Fisherman. Tại vì nếu mà đặc biệt để con Wizard bị con Fisherman kéo ra thì nó sẽ làm cho cái cục diện trận đấu nó bị thay đổi. Đấy. Tiếp là Wizard, thì các bạn để ý là bên kia anh ta đã sử dụng fireball rồi. Đây. Đây là lý do mình sẽ cho các bạn xem cái pha này nhé. Đây, thì lý do tại sao mình lại không... Anh ta rất thông minh, anh ta đổi hướng. Tuy nhiên là mình đoán được là cái thời điểm này anh ta sẽ dùng Fist, rồi phải dùng con Motherwick. Nhờ lý do tại sao mình đã có Goblin và mình đã có Skeleton. Tuy nhiên là mình đợi con này nó sẽ vừa sang phát là mình sẽ Goblin luôn. Và như thế này thì anh ta cũng không còn một cái gì để có thể chặn được con Hawk của mình nữa. Fisherman đã bị thu hút bởi Giant Skeleton. Sự phải nói là Giant Skeleton làm tank cực kỳ tốt. Tank cho Hawk. Ok, và đây là cái game mà mình lên được Lewick 9. Tiếp theo, đây, một trận đấu mà mình phải nói là đánh căng não luôn. Các bạn có thể check được cái deck của đối phương, tuy nhiên thì hoặc là xem cái Eli được. Tuy nhiên thì các bạn phải cần khá là phân tâm. Nếu mà đối phương anh đánh ra
công dồn dập ngay từ ban đầu ấy, thì các bạn sẽ rất khó để có thể tập trung vào game được. Mình không hiểu tại sao nhá, khi mà ở đây thì nó lại show replay là level 11, nhưng mà trong khi đài đấu thì level 14, rất ảo. Cái phân bản, cái bản cập nhật này nó khá nhiều lỗi. Tuy nhiên mình thấy nó trơn tru hơn, các thẻ bài là mình quăng ra nó trơn tru hơn, nó không bị delay. Đây, một cái matchup, ban đầu mình không check được với đối phương này, tại vì là mình nghĩ là anh ta chơi một cái deck gì đấy nó sẽ meta rồi. Tuy nhiên anh ta sử dụng Xbow và mini P.E.K.K.A. À, chứ Queen. Cái deck này thì thực sự là mình đánh trong cái meta đầu này thì nó không có nhiều Xbow, không hiểu vì sao. Chắc là Phoenix làm cho thay đổi cái meta quá nhanh. Luôn luôn sử dụng Giant Skeleton cho Archer Queen, cho Phoenix. Đừng để Xbow bắn vào trụ, bởi vì trong thẻ bài này mình cũng không có con gì có thể reset được Xbow. Để Wizard để support cho Giant Skeleton. Đừng có cố gắng là ném Goblin Barrel nhé, tại vì là Goblin Barrel khi mà đối phương có lock rồi thì chúng ta luôn luôn bị lỗ Eli. Các bạn cứ quăng dùng 3 Eli để chặn 2 Eli thì các bạn sẽ bị lỗ rất nhiều. Và như vậy thì càng nhiều Eli thì họ tấn công càng cao và gây áp lực chúng ta càng mạnh. Đây, một cái phải nói là một cái công khá là thú vị khi mà anh ta sử dụng Fire Priest gây áp lực, nên là mình sẽ dùng Arrow luôn. Anh ta sẽ cống được, cắm được nhiều nhiều pump hơn, 2 pump rồi. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy không, anh ta vẫn có lock, nhưng mà trong thời điểm này mình bắt buộc phải dùng Goblin Barrel để xoay thẻ, tại vì mình không thể quăng một con Hawk nữa. Hawk thì cứ quăng Hawk thì Mini P.E.K.K.A nó sẽ chém và mình cũng không thể đỡ được. Đây, Hawk đẩy lên, anh ta sẽ sử dụng rất nhiều Eli chặn cả Hawk cả Giant Skeleton của mình. Thời điểm này một quái cái tornado cực kỳ là ảo diệu của mình. Mình sẽ show cho các bạn xem là cái ảo thực sự ảo diệu của Fireball như này. Đây, mình chắc chắn biết là anh ta sẽ sử dụng Xbow để công thể phía ngược lại, vì vậy là mình sẽ đẩy Wizard và Goblin có lock. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy quả Fireball ảo diệu cực kỳ. Rồi, hãy nhanh một chút đi, tôi còn nhiều replay mình muốn chia sẻ. Bây giờ anh ta dựng lock rồi, mình sẽ có Mirror luôn và Arrows. Giant Skeleton và Hawk đẩy cao hơn, tại vì nếu các bạn cứ đẩy sắp thấp thì Xbow nó sẽ bắn gần như là hết máu của Giant Skeleton, thì các bạn đã không rất khó. Đấy, có việc một cái gian, một cái pha phải nói là khá khó, khá là nguy hiểm khi mà Xbow đã cắm vào trụ rồi. Tuy nhiên thì Goblin và Mini P.E.K.K.A của họ, anh ta đã ra trước rồi, trước khi mà mình dùng Hawk. Giant Skeleton và Hawk đối hướng Tornado để defend cho Archer Queen. Gây áp lực bằng Giant Skeleton. Tornado back phía kia để cho Archer Queen đi, Archer Queen đi phía bên này. Rất tốt Arrow. Một mình Goblin Barrel, khắp của Mini P.E.K.K.A. Cái quái gì diễn ra vậy? Đây là cái thời điểm mà anh ta chỉ có lock để kiếm down thôi, mà anh ta cứ sử dụng lock để chặn Goblin Barrel của mình, thì vậy anh ta sẽ không có down. Vì vậy là Goblin Barrel sẽ Tornado và Arrow sẽ làm nhiệm vụ là kiếm down và gây áp lực bằng Giant Skeleton. Mini P.E.K.K.A đẩy lên, ném Goblin Barrel để họ bắt buộc họ phải sử dụng lock. Chào. Bye bye, điền chào. Rồi. Hay quá. Một trận đấu phải nói là căng não luôn, mình đánh mà mình không nghĩ là mình có thể thắng được. Tiếp theo cái trận đấu nữa mình có thể chia sẻ cho các bạn. Cái trận đấu này thì khá là thú vị. Trận đấu này thực ra là nó cũng chả có vấn đề gì với mình, bởi vì là cái deck này thực ra là chỉ gọi là spam để ăn mấy cái deck có tanh to thôi. Tuy nhiên đối với mình thì gặp Wizard của mình nó kia, chỉ cần một Wizard thôi thì nó clear sạch, dọn sạch luôn. Giáp với lock, tuy nhiên thì Giant Skeleton gây áp lực cực kỳ là mạnh.
Đấy, các bạn có thể nhìn không? Cứ dạng cũng chỉ có fail nick không. Fail nick không thì không thể nào có thể vào được trụ của mình. Bởi vì fail nick các bạn biết không phải là win condition. Mặc dù nó rất là đa, bàn rất là to ấy, tuy nhiên thì nó sẽ bị đánh lạc hướng bởi các con nhỏ nhỏ. Và nó cứ đi chỉ cắn cắn như vậy thôi. Mà dài, nó sẽ bị thu hút bởi mấy con nó có tốc độ đi nhanh. Tốc độ đi vừa vừa chứ không phải là nhanh. Vì nếu mà đi nhanh quá thì nó sẽ quay trở lại và nó tốc độ nó cắn vào trụ. Đấy, một trận đấu quá dễ. Mình đánh là mình không cần suy nghĩ luôn. Tiếp theo mình sẽ xem máy lên rồi. Ok. Active Lock có nhập một vài trận đấu phải nói là khá là hay. Mình không biết là không biết tại sao mình gặp Red Giáp rất nhiều. Red Giáp fail nick. Red Giáp fail nick mà không có nhiều deck có măn nhé. Những cái deck kiểu như cái deck fail nick này. Minor fail nick. À. Trận đấu mà mình phải nói đánh lên xuống cái thời điểm mà đánh lên Ultimate Champion thì mình đã bị mắc kẹt khá là lâu. Lâu đó khoảng 2 tiếng. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái trận nào. Sao trận Golem này khá là dễ đối với mình. Bởi vì là Golem này nó chỉ cần mình chặn được con mình chỉ cần giữ được con Wizard, mà Wizard luôn luôn đặt phía sau trụ nhé. Tôi luôn đặt phía sau trụ. Rất là dễ. Tại vì là các bạn biết nhìn họ đã không có, họ chỉ có arrow và giáp thôi, thì họ sẽ không cách làm biết cách là làm thế nào để giết con Wizard của mình khi mà mình đặt phía sau trụ. Đáng lẽ ra thì mình đặt Wizard sẽ thẳng hàng với lại ba con kia. Tuy nhiên thì các bạn biết là dây skeleton nó hơi to, thì vậy là quả fireball nó không chạm được con mê, chạm được con Nightwish. Nhưng lý do tại sao mà Nightwish nó cắn chết con dây skeleton của mình. Active King Tower, các bạn có trade đồ, các bạn Active King Tower bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi thời điểm. Nhưng mà các bạn luôn ví dụ nhé, thời điểm mà các bạn có thể Active King Tower bằng một con bài gì đấy, tuy nhiên thì các bạn phải luôn giữ. Ví dụ như các bạn giữ dùng tornado thì các bạn phải có Wizard ở trên tay. Tại vì là nếu các bạn vừa thả Wizard xong rồi các bạn dùng tornado luôn thì gần như các bạn sẽ không có cách để phòng thủ đối phương. Nếu mà đối phương lại có một con balloon chẳng hạn. Nên là các bạn với việc mà đánh xong phân phối thẻ bài nó khá là quan trọng. Đấy, Giant Skeleton nó chặn được cái đống kia. Không dùng tornado nhá. Đây, thời điểm tornado. Cháu đang ăn bột khóc. Đấy, rất là dễ. Tiếp theo một cái trận đấu mà trận nào hay không nhỉ? Ha. Thực ra mấy cái trận mình có đây trận đấu cuối cùng mà mình đánh lên Ultimate Champion. Thực sự là đây là một cái deck mà một cái trận đấu mà mình phải nói là mình không check player luôn. Mình thề là mình không check player deck của họ là như nào. Một cái lỗi khá là thú vị nhé. Mình đánh là level 14 nhưng mà khi mà sau đi play thì level 11. À, rượu thật sự. Cái lỗi của cái bản cập nhật lần này. Ban đầu thì mình nghĩ anh ta sẽ chơi balloon fizzy bowling. Tuy nhiên thì không hiểu sao anh ta lại chuyển sang cái deck này.
subscribe, subscribe.